tạ luôn. Chua hào. Có một thứ hai luôn á. Tao sẽ mới thấy cần rào thử thử với tôm. Ôi, ôi. Hello anh chào bạn nha. Tối các bạn, bây giờ mới bỏ neo các bạn ơi. Cào không có cá mới bỏ neo rồi. Chiều mà nông sách qua cho mấy con nhiêu sọt hết các bạn. Giờ mình làm món gì? Mình ăn mấy bạn, đem đậu. Để đậu quá đâu mày. Ây ơi, quá trớn luôn. Chiều không có gỏi con bịch các bạn. Tôm thẻ nè. Giờ mình luộc các bạn. Luộc nhậu ha. Mình hay cho xương. Rồi xong lắc quá. Đây ốc nguyên hòn các bạn. Ốc nguyên hòn. Cái cá này rồi mà muối sáng chiên cá đù. Ốc này ốc búa các bạn. Anh kêu gì? Triệu like luôn. Mấy cá này sáng chiên cá nâu các bạn. Cá nâu. Giờ mình luộc mấy này mình ăn nha, ăn khuya nha. Wow, dập ưới bạn ơi. Xanh nè. Xanh nè, cái này gai nút nè, gai hay chùa. Ba nút. Tính tức. Rất gạch các bạn. Giờ mình luộc ha. Con này có gạch các bạn. Này là con tôm sắt nha. Giờ mình làm món rau me với luộc các bạn. Hai món luôn. Ủa anh ấy ơi. Anh ăn răng me hay ăn luộc? Hả? Răng me cho ngon ha. Giờ mình làm món răng me đi cho nó ngon. Rồi. Đang làm gì vậy? Đếm ở ngoài ra, đếm ở ngoài ra. Ừ. Đang đập ốc nguyên hòn mấy bạn. Đập lại đi. Đập lấy ruột ra. Wow. Quá trớn cái ruột. Rửa rửa. Rửa vô nước ngọt. Bỏ vô. Ừ mẹ nó đi. Ốc nguyên hòn mấy bạn. Anh thấy ăn không? Trời ơi, anh ăn thử nha. Con này nói vậy chưa ăn. Ốc nó ăn bình thường nhất, ốc kia gì. Bộ con này còn nguyên mà. Ừ. Con nó ngon á. Rồi em chế biến món này. Đây ốc nguyên hòn các bạn. Trời quá, quá sướng, quá sướng. Cái dừa. Dạ. Cái dừa. Cái mài đó hả? Dạ, vậy ăn giòn mới ngon á. Mình lấy không ra nè. Đập cái trong cái này nữa. Đập đại đi, anh đập anh nó sẽ nó bể không ạ? À? Nó vô sẵn chuột hết à. Rồi, đập đại đi. Rồi, cái đầu nấu các bạn ơi. Là món lạ luôn em. Răng me. Hết tỏi các bạn ơi. Giờ mình chế tỏi đi. Chứ người đi quên mua tỏi rồi. Ra dưới biển đi chợ cũng có. Me thì sao nhão với ta? Mềm hết trơn. Anh đang làm gì vậy? Mình cá ốp à. Thầy luôn ốp mặn sáng chiên ha. Sôi rồi mấy bạn. Còn dầu không kia hả? Còn nhóc.
có tỏi rồi, giờ mình lấy cái cần tàu các bạn. Thử với thơm nha. Muốn lạ luôn. Vô hào. Có 1-2 luôn á. Đó thì mới thấy cần tàu thử với thơm. Ôi, ôi. Nè nè. Nó cháy lửa luôn á. Ghê thiệt, ghê thiệt. Ghê quá anh ơi. Quá. Để me vô các bạn. Nhiều quá chắc chua rồi. Cái miếng này. Bây giờ mình đánh me ra. Đúng được. Đó, sao mình để cái này vô các bạn. Để cái thau này vô. Quá sướng. Rồi, nắp ra. Đợi chút rồi. Rồi, nắp chín rồi mấy bạn ơi. Wow. Nó ngon luôn. Quá thơm, quá thơm. Thơm quá anh ơi. Rồi làm xì đế nha. Cho em mượn kéo sạch kéo mượn coi. Em sắc ớt siêu cay khổng lồ vô coi. Ăn siêu cay khổng lồ luôn nha mấy bạn. Ăn nửa trái ớt, thấy ghê không? Quá thơm. Có con cái à, cái rưỡi à. Có me vô đâu cay nhiêu đâu. Có me vô giả. Thôi, để nắp đây bạn ơi. Chút nữa, chút nữa. Rồi, chín mấy bạn ơi, mình bỏ rau thơm nha mấy bạn. Đây bỏ cần tàu vô nha. Còn cần tàu bỏ cần tàu luôn. Đây bỏ nãy bỏ đâu phi nước đâu á. Rồi nó nhảy tùm lum luôn. Rồi vô đâu có pin ngồi đây xong rồi. Rồi chín rồi ơi. Tắm đi. Em đâu tắm đâu, em tắm trưa rồi mà. Ủa vậy hả? Wow, quá hấp dẫn luôn. Rồi bắt đầu bắt mâm mấy bạn ơi. Đá nhá khúc rượu đi anh. Làm ít ly mấy bạn ơi. Rồi. Kiểu này ngồi đâu ngoài sân á. Sao rót đây nè. Rung với ạ. Thiếu rượu. Được chưa? Rồi, ok ok, ít hết thôi. Để xỉn á. Đây là cái món xào bần gan me mấy bạn ơi. Rồi mời bạn ăn chung với tụi mình luôn nha. Nè em tặng cho anh con này là con gì? Ốc bình hồng, ốc bình hồng. Em thử đi, nó em không dám ăn con đó đâu. Tặng cho anh nuôi con ốc này nữa mấy bạn. Thấy không, mình ảnh là mới đi biển chuyến đầu tiên nha. Mình o cho ảnh mấy bạn. Mình dụ á. Rồi vô cái cây. Em mở cái ly em cũng gót mình cúng cái cây. Mời bạn ăn rẻ nha. Ăn tôm thẻ luôn nè. Có tôm thẻ bự nè bạn. Quá đã. Rồi mời luôn nha. Rồi vô. Tập tết vui vẻ nha. Vô. Quá đã. Vô. Vô. Vô bạn ơi.
Anh mới đi ghe này đầu tiên các bạn. Anh Trung à, cảm thấy đi ghe hôm nay sao anh Trung? Nay ngon rồi. Ngon phải không? Hết sẽ sống phải không? Bữa đầu đi ối quá. Gói ra ngoài luôn. Rồi anh ăn ốc, ốc kia nữa rồi, ốc đen nữa rồi. Như cảm giác này. Ốc đen ăn trước. Mình đi đây. Ai biết anh làm á, cái ruột nó gì. Đây. Bỏ đi. Vô. Mặn ngọt gì không? Ngon. Quá ngon. Ăn mà cái mỏ sống chưa hả? Ngon quá. Rồi mời bạn luôn nha. Ngon dở thì hên xui, đi biển mà. Có chi dùng chi đi. Ngon quá, ngon quá. Đây là tôm tích gặp nữa bạn. Nghe ghe bự nè. Rồi có khăn giấy lau luôn các bạn. Biển hiện đại ha. Rồi. Rồi. Anh bị gớt đũa, bạn lấy đũa khác. Ừ. À. Để như em này nè, nghiên cứu cái đâu để nè. Nó để cái bình này nè. À. Lấy gì nữa hả? À? Thôi à, hết. Cái gì? Khăn giấy hay gì? Giấy. À lấy khăn giấy các bạn. Nhậu như khách sạn luôn nha. Thôi ừ, con giấy xạ à, con giấy chở cái lỗ đầu luôn. Rồi mời các bạn ăn nha các bạn. Rồi để lại đi anh, cảm ơn nha. Mời bạn tôm luôn nha. Rẻ nè các bạn. Đó, ăn đại đi, thích gì ăn đấy, ăn tôm bự nè. Làm dở lắm mấy bạn ơi, ăn vui thôi. Rồi anh chào bạn nha, anh em nhậu nha. Rồi. Uống chào các bạn đấy rồi. Quá sướng. Rồi, vô các bạn.